Ôi căng cao. Hello, xin chào tất cả các bạn. Bây giờ mình sẽ quyết định là mình sẽ mở hộp bốc thăm mới nha các bạn. Đây là hộp mới nha, nhưng mà hộp của nữ các bạn ơi. Trời đất ơi. Nhưng mà thôi kệ, mình trong cái hộp này á thì mình thích nhất là cái cần câu các bạn. Đó, cần câu này nè các bạn. Đó, quà tiết nào và một cái vương miện nha. Mặc dù nó là của nữ nhưng mà mình vẫn thích nha các bạn. Bây giờ mình sẽ mở nha. Đó, mình sẽ mở mồi nha các bạn. Đó, mình sẽ mở một cái nè và lần sau thì mình sẽ mở 10 cái nha các bạn. Đấy, đặt cái gì đây? Vô, trời ơi, bụi hoa tiết băng có nhầm không đây trời. Rồi bây giờ mình sẽ mở 10 hộp nha các bạn ơi. Hy vọng là sẽ ra cần câu nha. Không biết là nó có ra hay không nữa nhưng mà mình rất là hy vọng là nó sẽ ra nha các bạn ơi. Vô. Ui cái gì vậy? Cái gì nè? Cái gì vậy ta? Ôi khuôn mặt các bạn ơi. Ô mặt công chúa hoa tiết băng. Wow, xịn. Nữa cái bụi cây này nữa. Ê, một cái mới các bạn ơi. Cái gì đây? Ồ, vòng lâu băng lớn à. À, vọng lâu băng lớn các bạn. Ủa là cái gì ta? Ủa không biết là nó lớn thiệt hay không nữa nha các bạn. Để một xíu nữa mình sẽ đặt ở trong phòng nhà thử nó như thế nào nha. Ồ, một cây đèn đường đó, nơ băng nè. Wow. Tiếp tục. Trời gì 2 cây chứ hả? Ủa được rồi nha, 3 cây thôi. Hàng rào, cái gì vậy cha? Cái gì đây? Cái cục gì vậy? Cây hoa tiết băng giá. Trời, 1 cây đâu với 2 cây chứ gì? Cái gì đây? Cái này là cái gì đây? À, nó dài pha lê à. Oh no các bạn ơi. Cái gì mà đồ cùi miếng không vậy. Rồi bây giờ mình sẽ cho các bạn xem cái thông tin của cái cây cần câu hoa tiết nha các bạn ơi. Là tăng 80% cơ hội thành công nè và 100% xác suất cá băng nha các bạn. Đó là câu cá băng. Và các bạn lưu ý nha, cá băng này nó chỉ xuất hiện vào 3 tháng thôi nha các bạn. Tháng 12, tháng 1 và tháng 2 nha. Đó, 3 tháng sau hết 3 tháng này thì cá băng nó sẽ biến mất nha các bạn. Cho nên là các bạn lưu ý nha. Tới 1 năm sau nó mới xuất hiện trở lại á. Và 40% cơ hội tăng cá huyền thoại và 30% tăng xác suất cá khổng lồ à. Ghê vậy. Ôi, cái chỗ này mình thấy mình mở hộp nó không hên các bạn ơi. Mình quyết định là mình sẽ nhích qua đây miếng nha. Đó, nhích qua đây miếng. Rồi mình sẽ đi vô nhà của mình mở luôn nha các bạn ơi. Đó, mình quyết định là mình sẽ vô nhà của mình mở. Ok, mình đã vô được nhà của mình rồi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ đứng gần mấy con bé của mình nha. Đó, hít. Đó, lấy hơi các bạn, mình tiếp tục mở nha. Đó, lần này là ra cần câu nha, Vậy đây, mở mồi trước nha các bạn. Đó, mở mồi 1 hộp trước. Vô, cái gì đây? Cần câu. Trời ơi, cái hoa tiết này nữa có lộn thôi trời. Đâu mở cái nữa rồi các bạn ơi. Bất ổn quá. Cái gì vậy? Trời, cái đèn đường. Rồi cái gì vậy trời ơi. Thôi mình sẽ đi lên đây nha, lên khu vực cao một xíu nha các bạn. Đó, lên cao để lấy hên nha. Rồi tiếp tục mở rồi, không biết là lần này nó sẽ ra cái gì nữa nha các bạn ơi. Hy vọng là một món đồ gì đó gọi là thumper ngon bổ kẻ nha. Đó, mở 1 hộp tiếp các bạn. Sau đó mình sẽ mở 10 hộp luôn nha. Vô. Ai, cái gì đây? Ui, ủa cái này là cái mới, cái cũ vậy trời. Cái cũ nữa. Có lộn không trời, sao túi hẻo vậy? Cái gì vậy ta? Chắc bây giờ mình sẽ xuống hầm đi các bạn. Đó, xuống hầm mở 10 hộp nha. Không biết là nó sẽ như thế nào nha các bạn. Đó, mình xuống hầm này nha, mở 10 hộp luôn nha. Rồi. Cái gì đây? Vô. Cái gì đây? Cần câu. Trời ơi, nó dài nó có rồi luôn. Cái gì vậy? Sao ra đồ có rồi không vậy? Rồi luôn, hết 5 hộp đồ có rồi luôn. Ủa cái này là cái gì vậy? Cái gì đây? Trời ơi. Ui. Vương miện các bạn ơi. Vương miện băng pha lê. Rồi, được 1 cái vương miện rồi nha các bạn ơi. Bây giờ tìm cái cần câu nữa đi. Cần câu đi. Trời đất ơi. Mở 10 hộp đúng 1 cái vương miện luôn các bạn ơi. Trời ơi, kỳ vậy. À chà, cay đó nha. Không biết bây giờ mình nên mở nữa không ta? Chắc mình mở thêm 10 hộp nữa quá các bạn ơi. Cay dễ sợ luôn á. Để mình mặc vô thử nha các bạn ơi. Đó, khá là đẹp nha. Đó, mình mặc đồ vi vít vô nữa các bạn. Đó, xịn chưa. Đó, tháo kiến ra. Kiến gì đâu nhìn thúi hẻo quá. Ê da, kiến đâu rồi. Ủa cái kiến nó nằm ở bên nào rồi vậy? Bên kiến nó nằm ở đâu vậy? Đây kiến này. Đó, xịn chưa các bạn, đẹp chưa? Mình kết hợp đồ với của mùa vít trước nha các bạn. Đẹp dã man rồi chứ. Thêm đôi cánh nữa. Đó, đôi cánh của thiên thần tiết này các bạn. Đó, cánh bướm tiết nè. Khá là hợp nha các bạn. Xịn vậy. Xịn nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ quyết định là mình mở thêm 10 hộp nữa nha các bạn. Thử coi nó ra hay không nha. Đây, nãy giờ mình mở hình như là hết 20 mấy hộp rồi đúng không các bạn? 20 mấy hộp rồi, nhưng mà để mình mở mồi các bạn ơi. Đây, mở hộp vịt mình mồi cái gì đâu mà mình sợ xui các bạn. Đó, mà mở mồi cái xong là mình sẽ mở thêm 10 hộp nữa nha. Thử coi ra cái gì đây. 3 tiền sao à. Ra tiền sao hết đi. Đúng rồi, 50 tiền sao, đúng rồi, ra một cái xui đi. Ôi trời ơi, tại sao lại ra đồ vịt? Oh no các bạn ơi, nói mà ra đồ ngon vậy không biết là bên kia nó có ra ngon theo hay không nữa các bạn ơi. Ôi cay thế nha. Rồi, mở nha các bạn ơi, mở nha. Vô. Ở có lần này nó ra cái gì đây? Ra gì đây? Gì đây? Đó, mấy cái này mấy cái cũ mà. Ra cái mới đi. Nữa. Cái gì vậy ta? Trời ơi. Cái gì vậy cha? Lần đầu tiên thấy 3 cái liên tiếp luôn đó cha. Thôi nghỉ rồi, nghỉ cái em rồi. Bất ổn các bạn ơi, cái gì bất ổn cũng vừa phải thôi chứ. Ở cái ghế các bạn, cái này chưa có nè. Ôi, cần câu ra rồi. Cần câu 2 tiếng băng da. Wow, xinh. Ôi, ra thêm cái tóc nữa. Trời đất ơi. Rồi, thời tới. Ui, chụp hình lại. Wow, thời tới các bạn ơi. Hết 500 mấy KC với các bạn, 500 mấy KC. Đấy. Ghê. Đó, tóc cắn vô luôn nè. Tóc này cũng xịn quá chừng luôn á trời. Xin. Ngày hôm nay phải nói là một ngày may mắn các bạn, may mắn quá đi. Để mình gắn cái gì về trông dễ thương một xíu vô cho cái con nhân vật của mình nha các bạn. Đây. Mình sẽ gắn vô cái micro ấy. Đó, cái micro. Trời ơi, nhìn hấp dẫn quá vậy. Xin. Còn cái gì nữa không ta? Dài ơi, chợ 2-3 chiếc dưới đây. Hấp dẫn quá các bạn ơi. Mặt thì mình có cái mặt có một cái găng này các bạn, không biết là cái mặt đó nhìn hấp dẫn hay không ha. Đâu rồi ta. Mặt yển, mặt găng nè. Mấy cái mặt này nhìn cũng dễ thương quá mọi người. Thôi mình nghĩ thì mình thôi mặc cái mặt của trong hộp quà luôn đi. Đó. Rồi bây giờ thì mình sẽ ra review mấy cái quà mình quay nãy giờ cho các bạn xem nha. Trời ơi quá đã các bạn ơi, được cần câu luôn, xịn ghê ấy. Xịn dã man luôn. Rồi bây giờ mình sẽ sửa nhà nha, sửa nhà. Đó. Ui, nãy giờ mình quay ra cũng khá là nhiều đồ á các bạn. Rồi, mình để mình chạy qua đây nha, mình để mình đặt một đống ở đây nha. Đó, hàng rào nè, ghế nè, và cái này nè các bạn, cái này là cái gì mình quên nè, phòng lầu nha, trời ra nhiều dữ vậy. Đó, đặt hết ra luôn nha các bạn. Rồi tiếp tục nha, là mấy cái cây này nha các bạn. Mấy cái cây này. Và đèn đường. Đó, đèn đường nè. Rồi cái này nữa nha, cái bông hoa nè. Bông hoa lá hè. Rồi ok, xong rồi đó các bạn ơi. Cái này nó bị dính chùm rồi. Tách ra. Đó. Rồi, vậy bây giờ mình sẽ đi review từ cho các bạn xem nha. Đầu tiên là qua tiết này các bạn ơi. Đó, mấy cái qua tiết nè. Mình để mình tắt đèn thử coi nó có phát sáng hay không nha. Ơi nó không phát sáng rồi. Mấy cái này không có cái gì phát sáng hết nha các bạn ơi. Ê có cái này nè, có nhà. Mình vô đây nó có phát sáng nè các bạn ơi. Tiết rơi nè. Đó. Ngôi sao nè các bạn, ngôi sao ở dưới nè, ngôi sao 6 cánh. Gì dữ vậy? Xịn nha. Còn bên đây mấy cái ghế không biết ngồi nó có phát sáng hay không nha. Ghế ngồi không phát sáng nha các bạn ơi, rất là bình thường nha. Rồi bây giờ mở đèn lại nha các bạn. Đấy, xịn nha. Rồi đây nè, đó, đẹp nha. Bên đây nữa nè. Khá là to nha các bạn ơi. Đó, cái bọng lâu này khá là to đấy. Rồi. Đèn đường nè. Trời. Đó, bắt lên thì nó phát sáng nha các bạn. Đó. Mấy cái cục tiết này nữa nè, và mấy cái bông tiết. Rồi đồ nội thất nó như vậy thôi nha các bạn ơi. Còn bây giờ là cần câu nha. Cần câu đâu rồi ta? Trời hên quá à. Đây là cần câu nha các bạn ơi. Cần câu cũng khá là to nha các bạn ơi. Tiếc trắng quá, mình sẽ đi vô nhà cho dễ thấy nha các bạn. Vô nhà cho dễ nhìn thấy. Đó. Đây là cần câu nha các bạn ơi. Xịn. Có thể câu cá khổng lồ nha các bạn, và cá băng nha. Không biết ở nhà có con cá băng nào hay không nữa ta. Để mình chạy ra ngoài biển sâu mình câu, mình thả vài cần nữa coi nha các bạn, coi nó có lên hay không nha. Rồi. Bây giờ mình sẽ mở nha các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ câu nha các bạn ơi, thử coi nó có lên được con cá heo băng nào hay không nha. Đó, xịn nha. Wow, cần câu hấp dẫn quá các bạn ơi. Lên luôn cá băng luôn nha. Mồi đầu tiên luôn. Gì đây. Trời ơi, 41 hả? 41 có con cá băng nào 41 không chạy? Hình như là không có con cá băng nào 41 hết thì phải. Ai chà. Căng nha. Có không ta? Để mình câu thử nha các bạn ơi. Đây. Lên đây không ơi. Con bạch tuộc trắng. Gì vậy trời? Nếu mà bây giờ mình câu cá băng thì nó sẽ rất là lâu nha các bạn. Mình nghĩ là chắc cái cần câu này mình sẽ test ở video sau nha. Còn bây giờ mình nghĩ chắc là mình sẽ tạm biệt các bạn nha các bạn. Hẹn các bạn vào clip sau nha. Mình mở thì gần 40 hộp mới ra nha các bạn ơi. Đó. Nhưng mà tính về cái hộp băng giá không thì mình mở hình như tầm 30 hộp á, gì mình quên tiêu rồi tạc. Đó. Nãy giờ mình mở mình ra cần câu kiểu như vui quá các bạn, mình quên mất tiêu mình mở bao nhiêu hộp luôn các bạn. Các bạn có thể xem lại clip với mình nha. Còn bây giờ là chào tạm biệt các bạn, hẹn các bạn vào clip sau nha. Bye bye. Trời ơi, tôi là con trai mà nhân vật của tôi nhìn dễ thương cô te quá trời. Đúng lý đó là hết video rồi nha các bạn ơi, nhưng mà mình cỡ như mình nhiều chuyện quá các bạn, mình chạy qua bên khu vực biển sâu ở bên khu nghỉ dưỡng nè để mình câu thử vài cần thử coi nó có lên bóng 6 hay không nha. Còn những bạn nữ thấy những cái bộ đồ này thấy như thế nào các bạn? Ơi, công nhận bộ đồ này nó đẹp dã man các bạn, tôi là con trai mà tôi thích dữ vậy trời. Cái này mà mấy bạn nữ nhìn chắc mê luôn á. Và cái cần câu nó có hiệu ứng tiết rơi với các bạn nè, tiết rơi nè. Trời 43 hả? Mình thấy bất ổn rồi, mình luyện thêm cần nữa nha. Đó. Thử cần nữa nha các bạn ơi. Rồi bây giờ mình sẽ lấy cái hiệu ứng nhấp cá các bạn. Hồi nãy là cái hiệu ứng nhấp cá nó như thế nào mình quên mất tiêu rồi, để bây giờ mình sẽ để ý lại nha các bạn. Không biết là nó sẽ giống cần búa với lại cần mỏ neo hay không nha. Cần mỏ neo á thì nó lên bong bóng các bạn, còn cần búa thì có một cái sóng sét. Rồi nó không lên 46 rồi các bạn ơi, chẹo rồi. Rồi để coi có hiệu ứng nhấp cần hay không nha, hay là chỉ là dấu chấm than thôi. Không có hiệu ứng nhấp cần nha các bạn ơi, nó bình thường nha. Nhưng mà được cái là khi mà kéo con cá lên nó có hình gì mà nó đi theo nha các bạn. Đó, nó có cái hiệu ứng này nè các bạn. Đó, thấy chưa? Túi đầy luôn rồi. Cái gì vậy trời? Thôi vậy là chắc nó không cho mình quay video nữa rồi các bạn ơi. Vậy chắc video lần này hết thiệt nha. Đó, bye bye.